안녕하세요, 여러분들입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 2 của 40 cặp tính từ, đồng nghĩa tiếng Hàn bạn nhất định phải biết. Phần này sẽ gồm có 10 cặp tính từ, động từ và mỗi cặp thì mình sẽ có ví dụ minh họa ha. 그러면 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. 네, 그러면 시작합시다. 따라해보세요. 끌다. 끌다, 당기다, 당기다, 로이 kéo. Từ 끌다 này bạn nhớ là lên giọng và 당기다 thì nhớ là xuống giọng ha. 당기다 bạn cho dấu nặng là 당기다 là sẽ ra nha. 손님을 끌어요. 손님을 끌어요. 로이 kéo khách. Mình có 끌다, 끌다 ở đây là lôi là kéo thì 끌어요 mình sẽ chia đuôi vô nha, thành 끌어요 là động từ mang nghĩa là lôi kéo. Lôi kéo cái gì thì bạn cứ tìm danh từ có bà chim thêm ư, không bà chim thêm r mà bạn dịch là ra. Đó, danh từ của mình là sunim. Sunim ở đây là danh từ mang nghĩa là khách, quý khách hoặc thực khách cái gì đó thì mình sẽ gọi là sunim, mang nghĩa khách, khách hàng của mình ha. Sunim을 끌어요, lôi kéo khách. 문을 당겨요, 문을 당겨요, kéo cửa. Mình có 당기다, 당기다 này là mình kéo, mình lôi vô phía trong phía mình á, là 당기다 là động từ. Khi chia đuôi vô là 당겨요 thì giống như bên trên, nếu là động từ thì mình cứ tìm danh từ có bà chim thêm ư, không bà chim thêm r mình dịch là xong. Danh từ của mình ở đây là 문. 문 ở đây là cánh cửa ha, cái cửa. 문을 당겨요, kéo cửa. Trường hợp này mình thường gặp ở cái mấy cái cửa mà khi mình đi vô nhà hàng khách sạn hoặc là khi mình đi vô chung cư nó có cái cửa, cái cửa mà để bảo vệ bên ngoài thì nó thường nó ghi là thẳng ghi xèo hoặc là mì xèo, hay kéo vào hoặc là đẩy ra. 나르다, 나르다, 옮기다, 옮기다, chuyển dời ha. Trong trường hợp này cái từ 옮기다 này nè, các bạn lưu ý ha, cái bạch chim của nó là bạch chim đôi, là chữ RM. Mình nhớ lúc mà mình học sơ cấp á, mình có bạch chim á là RM, RG hoặc là RP. Trong ba trường hợp này á, thì khi mình vào chữ mình đọc á, thì bạn phải đọc cái bạch chim thứ hai, tức là từ đầu tiên thì mình sẽ đọc RM thì mình đọc chữ M, RG thì mình đọc chữ G và RP thì mình đọc chữ P. À, nên trong trường hợp này mình đọc là omgita chứ không đọc là olgita nha các bạn. Omgita đọc cái chữ m này ha. Nè. Omgita. 나르다 chuyển dời. 손으로 물건을 날라요. 손으로 물건을 날라요. Từ 나르다 chuyển dời khi chia sang đuôi vô nó sẽ thành 날라요. Tại vì sao? Vậy mình sẽ coi bên trên nha. Ở đây mình có nguyên tắc của chữ ư, bất nguyên tắc của chữ ư. Chữ ư tức là sao? Khi mà gặp một cái từ nào đó, tính từ hoặc động từ kết thúc bởi chữ ư, khi mình bỏ tà ra mình gặp chữ ư thì mình sẽ dùng cái nguyên tắc này ha. Gặp chữ ư và có thêm một cái điều kiện nữa. Nè, nó có hai điều kiện. Thứ nhất mình sẽ ghi ra đây nha. Thứ nhất á, là bỏ tà đi, nó là chữ rừ. Thứ hai là nó không có bạch chim. Và mình sẽ chia cái đuôi. Trường hợp mà khi theo sau nó phải là đuôi a o u nè, hoặc là a o so nè, vân vân. Tức là theo sau nó sẽ gặp nguyên âm. Cái từ theo sau nó gặp nguyên âm thì mình sẽ chia theo nguyên tắc này ha. Rồi, đầu tiên là mình đã bỏ tà đi rồi. Bây giờ mình sẽ có bỏ tà và bỏ ư đi luôn ha. Nó sẽ thành đà cộng với r. Bỏ tà bỏ ư luôn. Tiếp theo mình sẽ dựa vào cái nguyên âm phía trước nó, tức là chữ chữ A này nè, trong trường hợp này là chữ A, để mà chia cho cái từ này. Nếu nguyên âm phía trước nó là A, O thì mình sẽ double chữ R lên, tức là cho một chữ R phía trước đây. Rồi sau đó mình sẽ chia cộng cho A vô, cho một chữ R double và chữ R còn lại thì mình sẽ cộng A vô. Rồi, mình sẽ chữ A vô này ha, chữ A này vô. Sau đó mình sẽ chia tùy đuôi nha. Nếu mình chia đuôi vô sẽ thành ra vô. Còn chia đuôi A o so thì nó thành ra so.
vân vân vân, còn những cái đuôi khác nữa đó. Còn ngược lại không phải là cái trường hợp này, mà là trường hợp không phải là AO mà những trường hợp còn lại, tức là O nè, U nè, Ư này nọ vân vân, thì mình sẽ cũng như hồi nãy mình sẽ double chữ R, và chữ R còn lại ở ở chỗ hồi nãy thì mình sẽ cộng cho O vô trong trường hợp chia đuôi vô, và R cộng với O so trong trường hợp chia đuôi A so. Đó. Vậy mình đi lại, quay lại cái trường hợp Naruta của mình nè nha. Naruta. Bỏ tà rồi. Rồi mình sẽ cho double chữ R lên, là tức là cho từ phía trước có chữ R. Sau đó chữ A này là trường hợp số 1, thì mình sẽ chia thành Ayu, vì mình đang chia đuôi vô ha. Ví dụ mình chia đuôi ao so thì nó sẽ tự thành Dalaso. Dalaso. Nè. Vậy thì mình cứ quay lại trường hợp của mình thôi ha. Đã đưa tà sẽ chia thành Dalayu. À, nhớ là nguyên tắc đọc nha. Chữ R làm bạch chim. Từ tiếp theo của nó cũng bắt đầu bằng chữ R, thì cái chữ R tiếp hai mình sẽ đọc là L. Dalayu. Dalayu. Chuyển dời. Nó là động từ. Chuyển dời thì mình cứ tìm cái danh từ có bạch chim thêm y, không bạch chim thêm r, mình dịch là xong. Danh từ ở đây của mình là vulgon. Vulgon là hàng hoặc là hàng hóa gì đó, là vulgon. Nè. Tiếp theo mình sẽ có danh từ có bạch chim thêm y ru, không bạch chim thì mình sẽ thêm ru. Có nghĩa là bằng danh từ hoặc là bởi danh từ. Trong trường hợp làm dịch tại vì các bạn, danh từ của mình là son. Son là cái bàn tay á, tay của mình á. Son no ro, bằng tay. Hoặc là bởi tay, nhưng mà trong trường hợp dịch bằng tay thì nó sẽ thuần Việt hơn ha. Son no ro, 물건은 달라요. Chuyển hàng bằng tay. Nè. Tiếp tục. 다음 문장을 한국말로 옮기세요. 다음 문장을 한국말로 옮기세요. Hãy chuyển câu này, hoặc hãy chuyển câu sau sang tiếng Hàn. Mình sẽ có đầu tiên là ngữ pháp ư xè u. Động từ có bạch chim thì mình sẽ thêm ư xè u. Mà động từ không bạch chim thì mình sẽ thêm xè u. Nó có nghĩa là hãy làm động từ. Miên nhé, hãy giữ quá. Hãy làm động từ hoặc là lịch sự. Trong trường hợp này mình dịch là hãy nha. Hãy gì đây? Umgita. Umgita ở trên mình là chuyển dời. Umgita. Ở đây mình có một cái lưu ý chút xíu cái phần này. Mình sẽ có một cái ngữ pháp bé bé. Đó là danh từ số 2. Có bạch chim thêm ư rô. Không có bạch chim thêm rô. Danh từ 1. Có bạch chim mình sẽ thêm ư. Không có bạch chim mình thêm r. Và thêm trong đây cái động từ của mình là umgita. Trường hợp này mình sẽ dịch là chuyển từ danh từ 1 thành hoặc là sang 1 nha, 1 sang 2 nha, danh từ 2. Chuyển từ 1 sang 2, chuyển danh từ 1 sang danh từ 2. Rồi mình cứ tìm mà mình dịch bình thường thôi. Mình có thể thay ụm chi tà này bằng những cái động từ khác. Ví dụ như từ là pakuta. Chuyển thì mình có thể chuyển thành đổi. Hoặc cái gì đó. Nói chung là một cái động từ nào đó thích hợp mà. Pakuta. Đổi từ danh từ 1 sang danh từ 2. Chuyển từ danh từ 1 sang danh từ 2. Đều như vậy ha. Rồi. Chuyển từ cái gì các bạn? Từ danh từ 1. Danh từ 1 là danh từ có ư hoặc là r. Danh từ 1 của mình là cái này nè các bạn. Là thả âm mình rằng sang danh từ 2 là danh từ 2 của mình nó sẽ có ư rô, thì danh từ 2 của mình là hanh cung mà lô, danh từ 2 đó, danh từ 1 sang danh từ 2. Chuyển cái gì đây các bạn? Thả âm mình rằng, mình rằng ở đây là câu văn nè, thả âm là sau, thả âm mình rằng câu văn sau, thành cái gì đây các bạn? Thành danh từ 2, danh từ 2 là 한국말로, 한국말로, 한국말로 thành danh từ 2. 한국 là Hàn Quốc nè, 말 là tiếng, 한국말 tiếng Hàn. Vậy thì câu này sẽ là chuyển từ
chuyển cái câu văn sau thành tiếng Hàn. Rồi chỗ này có một số quy tắc phát âm cơ bản ha. Pachim là chữ kiok, theo sau nó là chữ miêm là chữ mờ. Mình sẽ ghi chỗ này nha. Pachim là kiok, theo sau nó là chữ, nó cộng theo chữ mờ. Thì chữ kiok này khi đọc mình sẽ chuyển thành chữ ngờ. Chỗ này mình sẽ đọc là hanh cung bể, hanh cung bể. Rồi tiếp tục, ở bên chỗ này nó có một quy tắc nhỏ nữa. Pachim là chữ real, chữ r. Theo sau nó cũng là chữ real, chữ r tiếp. Tức là pachim là r. Theo sau nó cũng là phụ âm r. Thì cái chữ r thứ hai á, tức là chữ r này, mình sẽ đọc thành chữ l trong tiếng Việt ha. Nó thành bại lù, bại lù. Chỗ này đọc là chữ l ha. Hanh cung bại lù. Nè. Vậy thì câu này mình đọc lại một lần nữa. 다음 문장을 한국말로 옮기세요. Hãy chuyển câu sau sang tiếng Hàn. 붐비다, 붐비다, 복잡하다, 복잡하다. Đông đúc. Mình sẽ có 복잡하다. Chỗ này nó có quy tắc phát âm nha các bạn. 받침 là chữ bờ, theo sau là chữ hờ. Thì chỗ chữ hờ này mình đọc là chữ p, p. 복잡하다. 네. 손님들로 붐벼요. 손님들로 붐벼요. Đông đúc khách. Mình có 붐비다. 붐비다 có nghĩa là đông đúc, nó là động từ. Động từ 붐비다 nha. Động từ. Trên các mình nhớ. Rồi tiếp tục nha. 붐비다. 붐비다 là động từ mang nghĩa là đông đúc. Nè. Rồi, ở đây mình có giống như hồi nãy mình mới nói, danh từ có bạch chim thì mình thêm ư ru. Không có bạch chim thì mình thêm ru. Trong trường hợp này nó có nghĩa là bằng danh từ hoặc là bởi danh từ. Và trong trường hợp này mình dịch danh từ của mình là sonim til. Sonim là khách, til là những người khách, tức là mình khách hàng thôi, mình nói chung là khách hàng. Nó là danh từ ha. Vậy thì câu này mình dịch sơ sơ là sonim til bum beo. Đông đúc bởi khách, tức là đông đúc khách, nói ngắn gọn lại đông đúc khách. 여기서 항상 사람들로 복잡해요. 여기서 항상 사람들로 복잡해요. Ở đây luôn đông người. 복잡하다 đi từ đuôi lên nha các bạn. 복잡하다 có nghĩa là đông đúc, đông đúc. Rồi khi chia đuôi vô sẽ thành 복잡해요. Chỗ này y như hồi nãy luôn, y như phần bên trên. Danh từ có bạch chim, mình coi lại phần bên trên ha. Đây, danh từ có bạch chim thì ư ru, không bạch chim thì ru, có nghĩa là bởi hoặc là bằng danh từ. Danh từ của mình là, bây giờ là saramdul. Saram là người, tư, thêm chữ tư vô là những người. Thế là người thôi, mình nói bình thường là người, con người đó. Hăng sáng ở đây là phó từ, mang nghĩa là luôn hoặc là luôn luôn. Dọ ghi so. Ở đây mình có dọ ghi là ở đây. So, dọ ghi là đây, nơi đây á. So là viết tắt của dọ ghi e so. Nguyên cái này là viết tắt của dọ ghi e so. Dọ ghi e so. Dọ ghi nha. Nè. Ở đây. Vậy câu này mình dịch thẳng luôn là dọ ghi e so hăng sang. 사람들로 복잡해요. Ở đây luôn đông người. 담당하다. 담당하다. Mặt tà đảm nhiệm hoặc là phụ trách. 청소를 담당해요. 청소를 담당해요. Phụ trách dọn dẹp. Không có chủ ngữ nên mình sẽ dịch là tôi phụ trách dọn dẹp. Bạn thì phụ trách cái khác đi, tôi phụ trách dọn dẹp cho. Nè, 담당하다 ở đây là dọn dẹp, là động từ. Khi chia đuôi vô sẽ thành 담당해요. Rồi nó là động từ thì bạn cứ tìm. Có bạch chim thì ư, không bạch chim thì ri, mà dịch tìm cái danh từ này ha. Chong sô ở đây có nghĩa là dọn dẹp ha. Vậy thì chong sô rư, thẩm tăng hiệu, tôi phụ trách dọn dẹp. 이번 임무는 제가 직접 맡겠어요. 이번 임무는 제가 직접 맡겠어요. Nhiệm vụ lần này, tôi sẽ trực tiếp đảm nhiệm. Mình sẽ có từ đuôi lên nha. Bạch kết sợi, từ kết này á, động từ mình cộng với kết có nghĩa là mình sẽ làm gì đó hoặc là chắc
có lẽ điều gì đó. Trong trường hợp này mình dịch là sẽ ha. Tôi sẽ làm gì đây các bạn? Động từ của mình là mata là đảm nhiệm hoặc là phụ trách. Trực job là phó từ mang nghĩa là trực tiếp. Theo sau nó luôn luôn là động từ ha. Ví dụ như là trực tiếp ăn thử. Trực job 먹어봤어요. Tôi đã trực tiếp ăn thử. Hoặc là cái này tôi trực tiếp nó tôi trực tiếp làm. Trực job 했어요. Nè, nên mình trực job là mình đi theo phía sau là động từ ha. Nè, 제가 danh từ có이가 nên nó sẽ là chủ ngữ. 제가 tức là tôi. 제가 tôi. Rồi ở đây lại có danh từ nên nữa, mình sẽ dịch luôn. 임무 là nhiệm vụ nè. 이번 lần này. 이번 임무 nhiệm vụ lần này là mình sẽ dịch như sau. Cái này á, danh trong một câu mà có danh từ có nên và danh từ có ika thì thường á là mình sẽ dịch cái nên trước, sau đó mình dịch cái ika sau nha các bạn. Nè, nên là ưu tiên cái này là số 1 rồi cái này là số 2. Vậy thì 이번 임무 nhiệm vụ lần này 제가 tôi 직접 맡겠어요. Tôi sẽ đảm nhiệm một cách trực tiếp hoặc là trực tiếp đảm nhiệm đều giống nhau ha. Nè, 이번 임무는 제가 직접 맡겠어요. 망설이다. 망설이다. 뭐 với 주저하다. 주저하다. 정주 여유. 망설일 시간이 없어요. 망설일 시간이 없어요. Không có thời gian để mà do dự. Nè, mình có ngữ pháp đơn giản, ngữ pháp sơ cấp trước. Đó là danh từ có và chim thêm y, không và chim thêm ca. Ọc tà. Tức là không có danh từ. Nếu bạn muốn nói có thì bạn chỉ cần đổi ọc tà thành ịt tà là xong. Tức là có danh từ. Trong này thường hay nói là tôi có tiền hay không có tiền. 돈이 있어요. 돈이 없어요. 집이 있어요. 집이 없어요. Cái trường này, hợp này thì mình hay dùng là có cái gì đó ha. Có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có tiền, không tiền. Mình có thể dùng danh từ y gọc tà, y tà. Nè, có cái gì đây các bạn? Mình có nguyên một cụm danh từ lớn của mình là bằng so đi shigan, thời gian để mà do dự. Chỗ này thì mình sẽ có định ngữ ha. Định ngữ của thì tương lai. Động tính từ. Có bà chim thêm ư, không bà chim thêm ri ư và danh từ. Trường hợp này của mình thì mình có từ mạng sorry đi tà nè. Bỏ tà đi ha. Và danh từ của mình là shigan. Thời gian. Thì chỗ này mình có thời gian để mà cái gì đó thì danh từ cái chỗ phía trước này mình đã bỏ tà đi rồi. Mình sẽ coi có bạch chim hay không dựa vào cái từ cuối cùng. Y này là không có bạch chim thì mình cứ thêm cho nó real. Như ở trên là không có bạch chim thêm real nè. Thêm real thành bằng so đi. Bằng so rin shigan. Bằng so rin shigan. Thời gian để mà do dự. Thời gian để mà chần chừ do dự. Bằng so rin shigan없어요. Không có thời gian để mà do dự đâu. 지금 주저할 때가 아니에요. 지금 주저할 때가 아니에요. Bây giờ không phải lúc chần chừ. Cũng giống như phía trên thôi. Mình sẽ có, đầu tiên là mình sẽ có danh từ có bắt chim thêm y, không bắt chim thêm ca. Aniyo. Nè. Danh từ có bắt chim là thêm y, không bắt chim thêm ca. Aniyo. Cái này là ngữ pháp sơ cấp nha các bạn. Trường hợp này không phải là danh từ, không phải là danh từ, không phải là, đây không phải là cái gì đấy các bạn. Tè tè ở đây là khi hoặc là lúc. Mình có là ở tè khi còn nhỏ hoặc lúc tôi còn nhỏ. Tè ở đây là lúc. Đây mình có lúc để mà cái gì đó thì danh từ in ri tè tè vì nó là cái danh từ ha. Còn phía trước này là chu cho ha ta để biến nó thành một cái cụm danh từ thì mình làm tương tự như bên trên, mình sẽ quay lại trở lại bên trên. Tính từ động từ chi tương lai có bà chim thêm ư, không bà chim riêng danh từ. Mình có bình thường ở chỗ này của mình nè. Mình có chú cho ha ta. Bỏ ta đi. Thành chú cho ha. Danh từ của mình là tè. Tức là khi, lúc. Rồi, để chia thì tương lai thì các bạn chỉ cần bỏ tà của cái tính động từ phía trước và xem nó có bạch chim hay không. Nếu có bạch chim thì các bạn sẽ cộng với ư.
Ở trường hợp này, không có bà chim thì bạn cộng với real là chữ r làm bà chim cái từ đó. Từ ha ta không có bà chim thì bạn chỉ cần thêm real là chữ r vô đây là xong. Chú cho hơi tệ cái thời gian hoặc là cái lúc để mà do dự. Nè, 지금. 지금 là bây giờ. Vậy mình sẽ dịch là 지금 chú cho hơi tệ cả nhiều. Bây giờ không phải là lúc để chần chừ, không phải là lúc để do dự. 미루다. 미루다, 연기하다, 연기하다. Hoãn lại, dời lại. Cái từ miruda và yonkiada này cũng có nhiều nghĩa, nhưng mà trong trường hợp này mình là dịch hai nghĩa của nó bằng nhau nên mình chỉ dịch cái nghĩa là hoãn lại, dời lại thôi nha các bạn. Thời gian, 미룰 수가 없어요. Thời gian, 미룰 수가 없어요. Không thể hoãn lại thêm được nữa. Mình có ở đây cuối cùng cuối câu nó sẽ có một cái ngữ pháp gọi là động từ có bạch chim thêm ư, không có bạch chim thêm riêu. Su ca ọc tạ không thể động từ ha, nó mang nghĩa là không thể động từ. Động từ của mình là động từ gì các bạn? Bị đu tạ, không thể hoãn lại hoặc không thể dời lại. Tiếp theo, ý sang thò, ý sang thò, ý sang là thêm nữa đó các bạn, thêm nữa. Thò ý sang bị rút xuống cầu sale, không thể hoãn lại thêm được nữa. Nè, tiếp tục qua câu bên này. Haru haru yonkiyo, haru haru yonkiyo, hoãn lại từ ngày này qua ngày khác. Nếu ai làm cái gì đó cứ tiếp tục mà liên tục mà cứ hoãn việc lại hoài thì mình có thể sử dụng câu này. Haru haru yonki haji bayo. Để yonki hata là hoãn lại, dời lại. Haru haru, haru haru, mình có bài hát haru haru. Để có nghĩa là mỗi ngày hoặc là ngày này qua ngày khác. Nè. Vậy thì haru haru yonki hoãn từ ngày này qua ngày khác. Nè, xin chào động trả chân nã. Nè. 발생하다. 발생하다, 생기다, 생기다, phát sinh hoặc là xảy ra. Từ sengida này có rất là nhiều nghĩa nha các bạn. Trong trường hợp này mình lấy cái nghĩa phát sinh xảy ra cho nó na ná với cái 발생하다 ha. 사고가 발생했어요. 사고가 발생했어요. Tai nạn đã xảy ra. Trong trường hợp này chủ ngữ của mình là có iga nè. 사고, 사고 có nghĩa là sự cố hoặc là cái tai nạn ha. 발생하다 là xảy ra hoặc là phát sinh. Trong trường hợp này chia quá khứ tại vì nó đã xảy ra rồi, mình sẽ chia là 발생했어요, đã xảy ra. Vậy thì 사고가 발생했어요, đã xảy ra tai nạn hoặc là tai nạn đã xảy ra. 일에 짜질이 생겨요. 일에 짜질이 생겨요, phát sinh sai sót trong công việc. 생기다 là phát sinh hoặc là xảy ra. Thì mình sẽ có cái gì phát sinh đấy các bạn? Iga, chajil, chajil, chajil là những cái sai sót hoặc là thiếu sót, cái vấn đề gì đó. Ire, il là công việc, ire là trong cái công việc. Ire, chajil이 생겨요, phát sinh sai sót trong công việc. 번지다, 번지다, bằng với 퍼지다, 퍼지다, lan ra, tỏa ra. 불이 타 번쳐요. 불이 타 번쳐요. Lửa cháy lan ra. Mình sẽ có 불. 불 ở đây có nghĩa là đèn hoặc là lửa ha. Rồi, 타다. 타다 ở đây là cháy các bạn. Cháy. 탔어요. Bị cháy rồi. 탔어요. 번지다 là lan ra, tỏa ra khi mà chia đuôi vô thành 번쳐요. Nè, chỗ này á, đáng lẽ ngữ pháp mà đầy đủ của nó là 타서. Tính từ, động từ tính từ. So. Ao so. Còn với 번지다. 번지다. Ao so cái gì đó, mình nối cái động tính từ thành một câu thì mình có cái vậy đó. Chỗ này là nó đã bỏ cái so đi nè, có nghĩa là 타서 번져요. Cháy rồi lan ra, mà người Hàn người ta bỏ chỗ này đi. 타 번져요. Lửa cháy lan ra. Bỏ cái chữ rồi đi á. 불쾌한 냄새가 온 집안에 퍼졌어요. 불쾌한 냄새가 온 집안에 퍼졌어요.
mùi khó chịu đã lan khắp nhà. Mình có nệm xe là cái mùi. Phù khoe ha ta, tính từ mang nghĩa là khó chịu. Nè, phù khoe hành nệm xe. Đây mình có định ngữ đó các bạn. Định ngữ của tính từ. Tính từ khi có bát chim thì mình cộng thêm in, mà không có bát chim thì mình thêm nên danh từ. Tức nghĩa là danh từ mà tính từ. Trong trường hợp này danh từ của mình là nệm xe. Nệm xe, tính từ của mình là phù khoe ta. Mình sẽ có viết rõ ra đây luôn ha. Tính từ của mình là phụ khoe tà. Khi chia thì mình nhớ là bỏ tà đi. Phụ khoe ha tà. Và danh từ của mình là nệm xe. Để biến hai cái động, cái tính từ và cái danh từ này thành một cái danh từ lớn thì mình chỉ việc tính từ phía trước bỏ tà đi. Có bạch chim mình thêm in, không bạch chim mình thêm đi làm bạch chim cho nó. Trong trường hợp này, phụ khoe ha. Chữ ha này nè, không có bạch chim thì mình thêm đi làm bạch chim cho nó là xong. Phù khe hanh nệm dẻ, phù khe nệm dẻ là cái mùi mà khó chịu. Ôn, ôn là khắp cái gì đó nè, khắp danh từ thì mình có ôn danh từ. Khắp đất nước, ôn đà ra. Nè, khắp, trong trường hợp này mình là ôn chip. Khắp nhà, an là trong, khắp trong nhà luôn. Rồi nay danh từ e, ở danh từ ha, danh từ e ở trong danh từ ha. Pochita, pochita là lan ra, đã lan ra rồi thì mình chia quá khứ. Pochaseo,불쾌한 냄새가 온집 안에 퍼졌어요. Cái mùi khó chịu đã lan khắp cả nhà luôn rồi. Bokkida, bokkida, kada, kada, bóc lột. Bokkida này bạch chim là chữ sờ, mình nhớ đọc thành chữ tờ ha, thành bokkida, nhấn xuống. Ca tà thì lên giọng ha, ca tà. 나무 껍질을 벗겨요. 나무 껍질을 벗겨요. Bóc vỏ cây. Ở đây mình có 벗기다 là bóc cái gì đó, là động từ ha, bóc lột cái gì đó ra. 기르요 sẽ thành 벗겨요. Nó là động từ nên bạn cứ tìm danh từ có bạch chim thêm ư, không bạch chim thêm rư, bạn dịch là xong. 껍질. Cóc chì, cái này là cóc chì ha. Cóc chì là cái vỏ. Nà mu là cây. Nà mu cóc chì là vỏ cây. Trong trường hợp này, danh từ vỏ cây thì mình cứ dịch bình thường thôi. Nà mu cóc chì rì. Phật bóc vỏ cây. Sam ơn, thằng cha rì. Cai ơ. Sam ơn, thằng lột. Trứng luộc. Nè. Ca tà khi chia đuôi vô thành cayo, bóc lột cái gì đó, nó là động từ thì bạn cứ tìm y như trên. Có bạch chim thêm ư, không bạch chim bạn thêm rư. Cái danh từ đó ha. Danh từ của mình là nguyên cụm. Sai minh thải cây. Thải cây ở đây là trứng. Danh từ mang nghĩa là trứng ha. Sai minh thải cây. Mình có định ngữ của tính từ. Tức là một tính từ và một danh từ khi muốn biến thành một cụm thì mình sẽ dùng định ngữ ha. Định ngữ của tính từ. Tính từ có bạch chim thêm in, không bạch chim thêm ni in, danh từ. Tức là danh từ mà tính từ. Cái câu này có nghĩa danh từ mà tính từ ha. Tính từ của mình là xăm tà. Bỏ tà đi. Và danh từ của mình là thật. Trời. Là quả trứng. Vì xăm tà này có bạch chim nè. Tính từ có bạch chim thì mình sẽ thêm in. Vô đây. Xăm mình. Tại trời. Cái trứng mà đã luộc rồi á, luộc trứng luộc. Sai minh thầy cho đi cái ổ lột trứng luộc. Từ cuối cùng của ngày hôm nay, bỏ so đã đà, bỏ so đã đà, cực bốc khá đà, cực bốc khá đà, nè, bỏ so nã đà, cực bốc khá đà nha các bạn. Khắc phục, vượt qua hoặc là thoát khỏi gì đó. Khả năng này sao, bỏ so này ồ. Khả năng này sao, bỏ so này ồ. Thoát khỏi nghèo khó. Bỏ so trong trường hợp này mình dịch là thoát khỏi ha. Thoát khỏi ở đây nè. Thoát khỏi cái gì đây các bạn? Ê sao? Thoát khỏi từ cái gì đây? Khả năng, sự nghèo khó. Nghèo khó, khổ khổ cực. Khả năng hả ta? Khả năng này sao, bỏ so này ồ. Thoát khỏi nghèo khó. 어려움을 극복해요. 어려움을 극복해요. Khắc phục khó khăn. Cực bu kha ta trong trường hợp này chi đu vô sẽ thành cực bu kheo.
nó là động từ thì mình cứ tìm origin mình dịch khắc phục cái gì đây các bạn, adopt, từ gốc của từ này là adopt, sự khó khăn ha, khó khăn. Khi chia mà chia nó thành danh từ thì bạn chỉ cần có bạc chim thêm mà không có bạc chim thêm mi là xong. Trường hợp này adopt sẽ chia thành sự khó khăn, khắc phục khó khăn, adopt 극복해요. Nè, 그러면 오늘 여기까지입니다. 네, 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 그때까지 안녕히 계세요. Hôm nay tới đây thôi nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở phần số 3 này của tính từ động từ đồng nghĩa. 네, 그럼 안녕히 계세요.